1, 2, 3. Thank you very much. Please welcome to our Food and Hotel Hà Nội 2018. Cảm ơn quý vị khách mời. Và Food and Hotel Hà Nội 2018 đã chính thức khai mạc và mở cửa đón chào các quan khách tới tham dự. Bye.
lần đầu tiên Phúc Em Hotel có mặt tại phía Bắc Việt Nam và tổ chức tại đây, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái sự kiện vô cùng quan trọng, có đánh dấu một cái bước son cho cái cuộc hành trình tìm kiếm sản phẩm đặc